các bạn làm rập của áo sơ mi nữ. Bài hôm nay là sơ mi nữ cơ bản để cho các bạn biết cách thiết kế một mẫu rập áo sơ mi nữ. Rồi, đầu tiên thì đối với áo sơ mi nữ thì chúng ta sẽ có cái phần là làm cái nẹp. Khi mấy bạn cắt bỏ cái biên rồi á, từ cái biên mình phải sẽ đo vào đây là 4 xăng. Thì mấy bạn nối điểm như thế này thì cái đường của mình nó sẽ thẳng hơn. Đây là cái phần mình chừa nẹp ha. Nẹp của mình là 4 xăng. Khoảng cách từ đây qua đây là 4 xăng. Rồi, từ cái đường nẹp mình sẽ đo vào thêm 1 xăng rưỡi để làm đường cài nút. Đó là mình sẽ định khung của cá sơ mi trước. Ví dụ đây là cái đầu khúc của vải thì mấy bạn chừa lên khoảng 1 xăng cho mình để mà mình làm cái dạng như mình chừa đường may vậy đó, để lỡ ở dưới nó có bị hụt quá thì mình không có. Rồi, ở dưới sẽ không bị hụt nếu như mình chừa gì ở dưới, ví dụ mình gập đôi, mình xếp gập đôi của vải á, thì cái phần này nó sẽ được dư ra. Rồi, mình sẽ định khung của cái áo. Ở đây á là cô sẽ chừa cái lai cho mấy bạn là 2 xăng nè. Cái lai của mình chừa 2 xăng ha. Rồi, áo sơ mi thì nó sẽ có cái sa vạt. Sa vạt của mình cũng là 2 xăng. Các bạn vẽ như thế này mấy bạn giống qua bên cả thân sau, để lát nữa mình may cái thân sau á, mình vẽ cái thân sau mình không phải giống thêm cái đường kích thước với lại được kiểm tra được cái sườn nữa. Rồi, đây 2 xăng này là lai nè. Rồi 2 xăng này là sa vạt. Rồi, bắt đầu mình sẽ đo cái dài áo đối với thân trước. Cô cho mấy bạn cái ni mẫu của mình. Cô sẽ làm cái ni mẫu như là dài áo của mình là 60, ngực 80, eo 64, mông 84, ngực eo mông vai 36, cổ 36, dài tay mình hiện nay hôm nay mình sẽ làm cái tay dài ha. Dài tay của mình là 50 và cửa tay là 22. Dài áo thân trước, mình sẽ vẽ cái thân trước. Dài áo sẽ bằng số đo trừ 1 xăng. 1 xăng ở đây có là cái chòm vai của mình. Chòm vai của mình là 1 xăng. 60 trừ 1 là 59. Nghĩa là bạn xác định là ngay cái điểm đường sa vạt này nha. Đây, dài áo. Cái này tôi cho điểm này là điểm A và điểm này là điểm B. Rồi, khi mà mấy bạn vẽ một cái áo á, giống như
đường này vuông nha. Khi mấy bạn vẽ cái áo, điểm A bắt đầu của cái áo là cắt đường cài nút, bắt đầu đường ở trong chứ không phải đường ngoài này nha. Đường ngoài này là mình chừa nẹp, và đường này là cái đường mà mình chừa cái đường cài nút lại, nên cái áo sẽ tính từ cái đường phía trong này. Rồi, đầu tiên mình sẽ xác định khung là dài áo từ A đến B này là bằng số đo trừ 1, và mình vẽ trên cái vòng cổ trước. Vòng cổ của mình sẽ là vào cổ từ A qua C là 1/5 cổ, lấy 36 này chia 5 là được 7/2. 1/5 cổ là từ cái điểm A qua điểm C nè ha, từ điểm A qua điểm C này, điểm này là điểm C. Khi mấy bạn vẽ, ví dụ mấy bạn vẽ cái bản vẽ kỹ thuật đó, mấy bạn làm đường giống kích thước cho cô á, là cái phần mũi tên của mấy bạn, mấy bạn vẽ đến đâu thì cái mũi tên của mình, hai đầu mũi tên phải ngay cái vị trí đó nha. Hai đầu mũi tên của mấy bạn nè, mấy bạn không thể nào mà vẽ từ điểm C nằm ở vị trí này mà mũi tên của mình ra ngoài, mình phải vẽ đúng cái vị trí mũi tên của mình. Đây là vào cổ. Hạ cổ của mình là từ A xuống D là 1/5 cổ cộng 1, hồi nãy của mình 1/5 cổ là 7.2 thì cái này là 8.2. Rồi vẽ vuông qua. Rồi, cái mình sẽ vẽ cái vòng cổ như thế này. Chia đôi từ cái điểm D nè, từ D nối DC nè, chia đôi cái DC ra, rồi lại chia đôi cái đoạn này ra, và mình sẽ vẽ cái vòng cổ là từ điểm chia đôi đó, từ điểm C đến điểm D qua điểm chia đôi. Và khi mấy bạn vẽ, thay vì ngay cái chỗ mà cái cổ này nè, mấy bạn vẽ ngang qua luôn, thì mấy bạn nên xéo xuống khoảng là 0,3 đến 0,5 cm, để khi mà các bạn vô cái cổ á, cái cổ của mình nó không có bị giật. Rồi, đây là mình vẽ xong cái vòng cổ. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái ngang vai. Từ A qua E sẽ bằng ngang vai là 1/2 vai. Cái vai của mình, vai mình 36 thì cái này là 18. Một phần hai vai, nghĩa là cái đường kích thước của mình là từ nè, từ A tới E nè, cái mũi tên của mình nhé, từ A tới E là 1/2 vai. Rồi, hạ xuôi vai của mình là từ E này mình sẽ vẽ một đường vuông góc xuống. Ta được điểm F, cái xuôi vai sẽ là 1/10 vai cộng cho 0.5. Vai của mấy bạn là 36, 36 chia 10 là 3.6 ra 4.1. Rồi, nói từ điểm C đến điểm F, điểm này là điểm F ha. Nói từ điểm C đến điểm F ta được cái xuôi vai. Cái này là cái sườn vai của mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ hạ nách. Hạ nách là từ cái điểm F này mình đi xuống nè, là bằng 1/2 vòng nách trừ 1. Một ở đây nghĩa là cái chòm vai đó. Cái vòng nách hồi nãy cô chưa có ghi là vòng nách của mình là 34. Vòng nách 34 ha. Là 17 trừ 1 còn 16. Rồi, từ cái điểm 1/2 vòng nách này mình sẽ vẽ vuông góc qua đây.
chọn AB tại điểm G. Và từ điểm G qua điểm G1 sẽ bằng ngang ngực của mình sẽ bằng 1/4 ngực. 1/4 ngực cộng từ 2 đến 3 cm. Thì nếu như mà mấy bạn muốn làm cho nó rộng hơn, mấy bạn muốn bận rộng hơn thì cái đoạn này mấy bạn cộng nhiều hơn chút xíu. Ngực của mình là 80 chia 2 là 20. Bên đây cô vẽ cộng 3 ha. Rồi, điểm G, G1 của mình đây. G1 là cái này là ngang ngực ha. Rồi, bắt đầu mình mới vào nách. Từ điểm F nè, vẽ thẳng cắt xuống điểm G, G1 là điểm F1 nè. Từ F1 vô F2 của mình là từ 2 cho đến 3 cm. F2 nối F với F2 và chia đôi F, F2. Chia đôi đoạn này ra. Người ta lại chia đôi cái phần này. Và mấy bạn sẽ vẽ cái vòng nách của, theo cái đường này. Và khi cái đường vòng nách nè đi qua cái điểm mà chia đôi đó, và cái đoạn này của mình là mình ra khoảng 0,3 đến 0,5 ly nha, để cho cái vòng nách của mình nó tròn, nhìn nó. Nha, mấy bạn đánh đừng cho nó gãy quá. Rồi, tiếp theo là mình sẽ hạ eo. Hạ eo từ điểm G đến anh điểm N. Điểm này là điểm N. Từ G đến N là từ 13 cho đến 15 cm. Đây là cái áo cơ bản cho mình, không có cần đo cái hạ eo cho chuẩn. Đây là điểm N, qua đây N1 là cái phần ngang eo. Ngang eo của mình sẽ là bằng ngang ngực. Ngang ngực hồi nãy ngang ngực của tôi là 23 trừ cho 1,5 cho đến 2 cm nha. Thì hồi nãy là 23 tôi trừ cho 1,5 rồi còn 21,5. Điểm này là ta sẽ được điểm N1 là cái ngang eo. Rồi, tiếp theo từ điểm B này là ngang mông nè. Ngang mông B qua B1 sẽ bằng 1/4 mông cộng 2 đến 3 cm. Nghĩa là cái phần ngang ngực bạn cộng bao nhiêu thì ngang mông bạn cũng nên cộng bấy nhiêu, chứ đừng có mà cộng cái số đo nó lệch quá thì cái dáng áo nó không đẹp. Mông 84 là 21. 13 là 24. Rồi, mình sẽ nối. Đây là điểm B1 ha. Nối từ điểm N xuống B1 và điểm G. N1 xuống B1 và điểm G1 xuống N1. Rồi, mình sẽ đánh cong cái phần eo. Ở trên thì mấy bạn cong vô nha, ở dưới thì mình đánh cong nha. Và cái đoạn cong này là từ 0,3 cho đến 0,5 cm. Ở trên này cũng vậy, cái này là cong ra ha, nghĩa là cái đường nối này của mình là mình cong ra, còn ở phía ở trên này thì cong vô. Cái này là cong ra. Rồi, đây là được cái dáng áo bình thường. Mình sẽ có cái áo này, mình sẽ có cái band. Cái band của mình á, mình sẽ đo cái gian ngực. Đối với người bình thường thì cái gian ngực của mình trung bình là từ 17 đến 19 cm.
Hoặc là có những người thì gian ngực người ta nhỏ thì là 16 xăng chẳng hạn. Thì bây giờ tôi cho gian ngực là 17, chéo ngực là 17 luôn ha. Rồi, gian ngực từ điểm G này nè, mình sẽ đo ra là 1/2 gian ngực. Gian ngực của mình 17 chia 2 ra sẽ là 8,5. Rồi mình sẽ vẽ một đường song song với cái nẹp áo. Đây là được 1/2 gian ngực, hay người ta còn gọi là cách ngực đó. Rồi, chéo ngực là nơi mấy bạn đo từ tâm cổ. Chéo ngực ở đây tôi sẽ cắt cái gian ngực, cắt cái đường gian ngực tại đây là nó sẽ ngay cái đỉnh ngực của mình. Đường này là đường chéo ngực. Chéo ngực. Rồi, bắt đầu mình sẽ vẽ cái bên. Cái bên của mình á là xuống khỏi cái đỉnh ngực của mình từ 3 đến 4 xăng. Trung bình tôi làm 3 xăng ha. Rồi. Cái chỗ hạ eo này nè, tôi sẽ hạ cái bên của tôi xuống là từ 1 cho đến 1,5. Và tôi sẽ bắt đầu vẽ cái bên ở phía dưới này. Và chiều dài cái đầu bên ở dưới này là từ 16 cho đến 18 xăng. Nghĩa là bắt đầu từ cái eo mình đứng xuống nha. Từ cái eo mình đứng xuống đây khoảng 16 đến 18 xăng. Rồi, cái phần cái bên ở trên nè, vì ở thân trước của mình á, cái ngực của mình nó có độ hớp vô nên cái phần chỗ bên này nè, tôi sẽ đánh hơi cong ra khoảng 0.3 ly. À, nhớ là cái bên mấy bạn nhấn là nhấn theo đường cong này chứ không phải nhấn theo đường xéo. Đó, đây là cái phần của cái thân trước. À, còn cái lai nữa. Khi cái lai mấy bạn lên, mấy bạn sẽ giảm sườn nha. Nhớ là từ điểm B này nha, đi qua nè, giảm sườn 1 xăng. Và mấy bạn vẽ thường là xé áo nữ thì sẽ có cái phần sa vạt ở dưới này nè. Thì cái sa vạt này từ đoạn này mình chia ra làm 3 phần. Chia làm 3 phần và nối điểm 1/3 lên tới điểm này là B2 ha. Tới điểm B2 và mình sẽ đánh cong. Đánh cong ra khoảng 0.5 ly. Và cái đường này của mình nó có độ bổ xuống như thế này. Và cái lai của mình 2 xăng nè, hồi nãy tôi chừa cái lai 2 xăng thì ở đoạn này tôi cũng sẽ vẽ cái lai của mình đều theo cái cong của cái thành phẩm. À, rồi cái lai của mình là 2 xăng. Hai xăng này là lai, cái phần lai nè. Rồi, khi mấy bạn cắt cái phần này ra, mấy bạn chừa đường may của đường sườn này nè là từ 1,5 cho đến 2 xăng. Cái phần nách là 0.7 cho đến 1 xăng. Cái sườn vai này là 1 xăng. Cái cổ của mình cũng khoảng 0.7 cho đến 1 xăng. Rồi, khi mình cắt là mình chừa đường may ngay cái vòng này, chừa ra tới cả cái đường cài nút luôn nha mấy bạn. Rồi mới cắt cái phần này. Cái phần nẹp áo nè, thí dụ như mình chừa đường may ngay cái vị trí này 0.7 nè, thì cái nẹp áo này mình có thể vẽ xéo lên như thế này để cho khi mà mình gập cái nẹp vô á, cái cổ của mình nó không có bị hụt.
Hoặc là mấy bạn có thể cắt lên phân nửa của cái cổ này, rồi cắt ngang qua như thế này, rồi lúc mình mai cái nẹp vô á, là cái nẹp của mình nó sẽ không có bị hụt, và khi mà mình dư thì mình sẽ gọt. Video của mình đến đây là kết thúc. Hôm nay cô sẽ kết thúc phần 1 mình vẽ cái thân trước, và hẹn gặp lại các bạn vào video sau là hướng dẫn vẽ cái thân sau và tay áo.